hoa phú quý, tấn tài tấn lộc, quốc thái dân an, cát tường như ý, phúc lộc bình an. Xin chào hỏi còn vị khán giả nào là còn tham gia đố câu hỏi không ạ? Nếu không còn nữa thì chúng tôi xin chốt tại đây ạ. Xin mời hai. Ai biết họ viết cái gì thì comment giúp Tuấn Dương nhé.
đang cởi lòng lòng sống bổ chính đất nhìn bộ bản phong nhập bộ mà cầm con trời chỉ chỉ chạy hạ hồn trang trang ba chỉ thả chỉ cái con heo nhìn mô hình những con heo rất đẹp.
trong núi xa xí thiên trăm pha sầu bắc đa tiền lắp chi quay làm đi đã phun ăn yên xin mặt chênh làm đi đã trong say hồ我在雨后背上得太好，但你见诗中之人，你最老诗中之句，我曾投诗相遇，我中无消息，便当民间地只斜天涯，我自作多情，恐怕徒劳碰上。如此相思，何时方了？小姐，我讲你听啦。天日奔那情，地日奔那怨，苦盼相怪变，今生怪变数，看。